mình không. Thần thờ trong từng đông đưa mắt môi về em. Mùa xuân ấy có nụ cười lấp lánh. Ở gần bên anh, em vui như bao nhiêu lâu trở lại. Mùa yêu đầu vẫn bơ ngơ ban sơ ở trong từng ánh nhìn, vẫn ra giết đôi yêu phiền khi phải chờ mong. Hay là đôi ta hẹn ước tư vong để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ anh và em bước chung đoạn đường đời. Mình yêu nhau có trời đất biển, ta được chung đôi như suối được trăng khai. Dịu em yên lắng, em an bình mọi giây với anh. Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa. Hạt mưa trên mái hiên lâu nay thì thoáng nhắc em không quên nên thơ. Riêng em chỉ biết cảm ơn nhân duyên chuyện hôm qua, vì mùa hoa ấy anh sang thăm em cùng một tình lân lao. Bàn tay đôi vai đưa em tự do bước theo giấc mơ chẳng lo sợ, và cách chúng ta thấu hiểu nhau ân cần muôn khoảnh khắc chẳng thua gì phép màu. Hay là đôi ta hẹn ước tư vong để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ chung đôi như suối được trăng thay. Dịu em miên nắng, em an bình mọi giây với anh. Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa. Hay là đôi ta hẹn ước tư vong để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ và em bước chung đoạn đường đời. Mình yêu nhau có trời đất biển, ta được chung đôi như suối được trăng thay. Dù em yên lắng, em an bình mọi giây với anh. Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa. Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa. Wow, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Wow, thật là vui khi được gặp gỡ tất cả quý vị và các bạn trong những gương mặt rất là rạng rỡ luôn. Wow, tuyệt vời. À, vừa rồi quý vị và các bạn vừa nghe xong một ca khúc của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh với một cái bài hát rất là dễ thương và cũng như là mang lại một thông điệp rất là đẹp. Như là nếu mà chúng ta thuộc về nhau là chắc chắn gì chúng ta sẽ gặp nhau, phải không ạ? Có ai là fan cuồng của BTS ở đây không ta? Ok, cool. That's so cool. Ok, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã ủng hộ cho ca khúc vừa rồi cũng như là ủng hộ cho BTS, và xin được kính chúc quý vị và các bạn có thêm những giây phút thật là tuyệt vời và hạnh phúc ha. Xin cảm ơn rất 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 nhiều. Tiếp theo sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng. Tâm sẽ cùng trình diễn với MTE, gửi đến tất cả quý vị và các bạn một ca khúc được mang tên Người Hãy Quên Em Đi. Cool. Thank you. Are you ready to dance? Yeah? Okay. Người yêu ơi, dù gì cũng xa nhau rồi,
chiếc hôn bao đêm giá rời giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu ơi, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi. Sing it! Người hãy quên em đi. Rất nhiều, wow, các bạn sung dữ ha. Sao toàn là nam thanh nữ tú không? Toàn là xinh đẹp không? Ok, các bạn hơi lạnh xíu, các bạn có thấy hơi lạnh lạnh một chút nào không? Có thấy hơi lạnh không? Thì nếu mà các bạn nói lạnh thì Tâm sẽ sưởi ấm cho các bạn. Cho chị cái chai nước ha. Tự nhiên không cảm giác sao rồi, giống như là hay là mình cần sự sưởi ấm của các bạn cũng không biết nữa. Ok, bây giờ Tâm sẽ hát thêm một ca khúc nữa được không ạ? Oh, thank you. Thank you. Sao ạ, các bạn sao? Tại vì cái flow hơi chói nên là chị không thấy rõ. Oh, ok, thank you. Thank you, lady. Ok, cool. Chưa bao giờ thấy một cái event nào mà toàn là các bạn trẻ 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 xinh đẹp không vậy? Hả? Cool. Ok. Rất là ít khi mà Rất ít khi mà các cái event mà kiểu mà gần gần vậy đúng không? Hoặc là những cái sự kiện mà các bạn mà sung sung vậy lắm. Nên là lâu lâu mình dành thời gian mình đứng gần chút xíu. Ok, cool. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với các bạn đúng không? Ôi tay em ấm thế.
Ok, trái tay chị rất là lạnh luôn nè. Ok, thank you. Bây giờ sẽ là một ca khúc dành tặng cho tất cả các bạn. Bởi vì sao? Chúng ta là những người chiến thắng và những người luôn luôn có những sự nỗ lực trong cuộc sống, và chúng ta sẽ nhận được hào quang trong cuộc sống của mình, phải không ạ? Có một ca khúc rất là đặc biệt của nhạc sĩ Khắc Hưng, và đặc biệt hơn là chương trình đã yêu cầu Tấm hát ca khúc này để dành tặng đến tất cả quý vị các bạn, và đương nhiên cũng sẽ dành tặng cho những người chiến thắng nữa. Tâm xin gửi đến tất cả quý vị các bạn một ca khúc được mang tên Hào Quang. Trên trời cao là bao nhiêu ánh đèn lung linh xanh đỏ tim vàng cùng nhau tỏa sáng. Trên mặt đất là tôi đang vững vàng cho thời khắc này huy hoàng chân đưa thanh thản. Nhìn vào tôi, bạn có thấy tôi thật sự khác biệt? Nhìn vào tôi, bạn có thấy tôi thật tự tin? Bởi vì tôi chẳng có lý do gì để e ngại, chẳng còn giới hạn nào khiến tôi phải dừng lại. Bầu trời buôn xăm nghệ thuật